Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7, trang 29 đến trang 30, bài 1, tóm tắt ý chính do người khác trình bày, sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì hôm nay chúng ta sẽ theo dõi phần nói và nghe. Thì nói phần nói và nghe này, chúng ta sẽ tóm tắt ý chính do người khác trình bày. Thì mà khi tham dự một khi chúng ta tham dự các buổi thảo luận hoặc là cuộc họp nào đó, thì cái việc mà tóm tắt được cái ý chính về cái nội dung trình bày của người khác thì giúp chúng ta nắm được cái nội dung cốt lõi của bài nói, chủ động ghi chép những cái ý chính cũng như là trao đổi, đặt câu hỏi hoặc là phản biện ý kiến của người nói. Thì để nghe và tóm tắt ý chính do người khác trình bày thì các em hãy làm theo cái hướng dẫn dưới đây. Bước 1 đó là khi mà nghe ý chính và ghi tóm tắt thì các em cần tập trung lắng nghe nội dung và chú ý vào ý chính của bài nói, cái vấn đề trọng tâm mà người nói sẽ trình bày. Các em chú ý cái phần mở đầu và phần kết thúc. Thông thường thì người trình bày đầu tiên sẽ giới thiệu cái ý chính của bài nói trong phần mở đầu bằng một số mẫu câu như là hôm nay tôi sẽ trình bày về, trong bài này tôi muốn nhấn mạnh về vấn đề. Thì những cái ý chính của bài cũng sẽ được nhấn mạnh ở phần kết thúc. Chú ý những cái phần được lặp đi lặp lại trong thân bài. Để nhấn mạnh cái ý chính của bài nói thì người nói người ta thường lặp lại cái ý chính trong khi trình bày, lý giải và dùng bằng chứng để mà làm rõ ý chính. Tiếp theo là các em chú ý cái tốc độ nói. Thì thường thì người nói sẽ nói chậm, nhấn mạnh những cái chỗ trình bày ý chính và nói với tốc độ nhanh hơn những cái ý bổ trợ. Ở những cái ý bổ trợ thì người ta sẽ nói là với tốc độ nhanh hơn. Còn những cái ý chính thì người ta sẽ thường nói chậm, nhấn mạnh. Rồi tiếp theo đó là chú ý từ khóa của bài nói. Thì từ khóa tức là cái từ ngữ quan trọng thể hiện trong nội dung chính của bài nói. Thường thì khi trình bày cái ý chính thì người ta sẽ nhắc tới cái từ khóa của bài nói. Rồi tiếp theo đó là chú ý các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ cũng như sơ đồ, bảng, hình ảnh. Các phương tiện này thì thường được sử dụng để làm rõ ý chính của bài nói. Rồi, sau cái phần tập trung lắng nghe thì chúng ta sẽ kết hợp lắng nghe và ghi chép bằng cách đó là ghi ngắn gọn bằng ngôn từ của mình. Tức là các em sẽ hiểu như thế nào thì các em sẽ ghi ngắn gọn bằng cái từ của mình, ghi dưới dạng cụm từ hoặc là từ khóa. Rồi sử dụng các ký hiệu nè, gạch đầu dòng để làm nổi bật cái ý chính, thể hiện các ý chính dưới dạng sơ đồ. Rồi bước 2 đó là đọc lại và chỉnh sửa. Thì các em sẽ đọc lại cái phần ghi tóm tắt và chỉnh sửa các sai sót nếu có. Rồi xác định với cái người nói về nội dung em vừa tóm tắt, trao đổi với người nói cái ý kiến em chưa hiểu rõ hoặc là có quan điểm khác, rồi trao đổi phần tóm tắt với người nghe khác để mà chỉnh sửa cho chính xác. Như vậy thì các em vừa nghe phần trình bày tóm tắt ý chính do người khác trình bày. Thì hôm nay các em vừa xem đó là phần ngữ văn lớp 7 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.